Nếu ví dụ nha, ví dụ như danh đi, danh học tiếng Anh đó, một ngày em học bao nhiêu lần, hay là một lần hay nhiều lần? Dạ mấy bữa nay em học một có một lần à. À, có một lần học thời điểm nào? Dạ thường thì em học buổi buổi tối, có bữa em không chạy Grab, buổi sáng thì em đi em đi bơi về, đi tập thể dục về rồi ăn sáng rồi em học đó tới trưa. Như vậy thì cái thời gian của em á, lúc thì nhiều lúc ít đúng không? Với lại cái việc học nó cũng sẽ không có đi theo một cái thời điểm nhất định. Còn Thắng thì sao? Là em bữa nay em đang chỉ học có một lúc buổi tối thôi thầy ạ. Ừ, buổi tối là khúc lúc nào đấy em? Thường thường là trước hoặc sau giờ ăn cơm ạ. Ừ, đó. Trước thì có hay nghe buổi sáng nhưng mà bữa nay đang nhiều bóng đá quá cho nên là hay xem highlight bóng đá buổi sáng. Ừ. Anh Em đi bóng đá này. anh nghe anh thấy bóng đá anh cảm nhận đây lành lắm, nhanh lắm, nhanh hơn cả mẹ ở cơ, học tiếng Anh là nhanh lắm đấy. Chào con Chào nha. bác. Con chào bác. À, con trai về bữa học tiếng Anh với lại bác ha, Vâng ạ. cái nào con cần thì bác chỉ cho nha, bác chỉ con nói tiếng Vâng Anh ạ. giống như người bản địa luôn, người 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 nước ngoài luôn. Ừ. Vâng ạ. Vài bữa bác ổn ổn mà bác mở lớp cho tiếng Anh cho các con nhỏ nhỏ nhỏ, luyện cho các con từ bé, dành chuẩn bị lo đẻ đi, vài bữa tôi dạy cho, chứ À, em là con đâu mà đẻ, chủ không có con đâu mà dạy, chứ ai cũng có con học với cái mình, không có con cái mình phân bì nó thầy dạy cho nít, em chẳng có con đổ thừa em ráng học giỏi em đi học dạy là cho thì vậy cũng được con rồi. Hồi nãy anh xin phép nói lại cái chu kỳ ha, cái chu kỳ á, cái việc mình làm thêm một cái việc gì đó mà theo chu kỳ á, nó có ý nghĩa rất là lớn. Mọi người biết đó là thói quen tạo dựng nên tính cách mà, cái chu kỳ đó nó cho mình cái thói quen, mà khởi đầu cái thói quen đó là một hành động. Ví dụ học tiếng Anh đi, mà bạn học đúng một cái thời điểm nào đó thì đã tốt rồi, nhưng cái thời điểm nó có thể thay đổi. Ví dụ đi, danh học thời điểm là ví dụ như là ví dụ như là Thắng đi, Thắng học 7 giờ tối, nhưng mà 7 giờ tối cái tự nhiên cái giờ đó nhiều khi vợ chưa về rồi, chưa nấu cơm, cái mình phải vô bếp mà nấu cơm, tại vì mình cố định 7 giờ mà, cái việc mình không được 7 giờ cái mình khó chịu, cái đầu mình cứ dính là gì chứ cha, 7 giờ mình chưa học tiếng Anh là trời ơi mình khó chịu quá. Chính vì vậy á, mình sẽ đừng có bám vào cái thời gian cố định mà bám vào một cái chu kỳ cố định. Ví dụ như hồi nãy Thắng nói nè, em sẽ học tiếng Anh vào khoảng trước bữa cơm hoặc sau bữa cơm, đó là một chu kỳ rất là khôn ngoan. Ví dụ cơm bữa cơm cái 8 giờ chăng nữa thì cái thời gian học tiếng Anh của Thắng nó cũng sẽ thay đổi theo cái chu kỳ đó, chứ không không có cố định, không cố định 7 giờ hay 6 giờ hay 8 giờ. Mà để tắt bớt cái âm thanh đi, một lúc mà nghe rất là nhiều cái loại âm thanh đây nè, tắt cái tiếng này cứ à, là mình chọn một cái chu kỳ mà mình đừng dính mắc vào thời gian, dính mắc vào hoạt động. Ví dụ như danh đi, em mà đi bơi về là em học tiếng Anh đó, đó là một dạng chu kỳ. Bữa nào em không đi bơi em không học tiếng Anh đấy, hay là em mà tối nào á mà em không chạy á là em học tiếng Anh sau giờ ăn tối, đó là một dạng chu kỳ. Các bạn, cái điều này nó có ý nghĩa mà có thể là các bạn chưa có cảm nhận được. Khi mà bạn chọn một cái thời điểm nào đó mà nó dựa vào một cái hoạt động đó, nó khiến cho bạn luôn luôn nhớ rằng là gì, đừng có bám vào cái thời gian, bám vào hoạt động. À, chuẩn bị mình ăn cơm rồi, khoảng bây giờ chuẩn bị sắp ăn cơm rồi nè, à, thấy bà xã nấu cơm gần xong nè, mình lấy tiếng Anh ra mình ngồi mình ghi bài, mình học bài,
đó là ăn, đó là học tiếng Anh trước giờ ăn cơm. Tự nhiên cái não bộ của các bạn đó nó vận hành rất là hay nha, não bộ nó rất là hay. Khi mà lập cái chu kỳ như vậy đó, các bộ phận của cơ thể liên quan đến phát âm tiếng Anh, từ phổi, yết hầu, dây thanh quản, vòm cứng, vòm miệng, vòm mềm, ngạt cứng, ngạt mềm, lưỡi, môi, răng, mũi đều vận động để sẵn sàng học tiếng Anh cho bạn. Tự nhiên nó, cái bộ phận đó nó nhạy bén lắm, bởi vì bạn đã cho nó một cái chu kỳ thói quen rồi, nó tạo một cái thói quen rất là đều đặn luôn, trước giờ ăn cơm hoặc sau giờ ăn cơm học tiếng Anh, thì tự nhiên bạn học vô cùng hiệu quả luôn, vô cùng hiệu quả. Và khi làm được cái điều đó, nó tạo cho mình một cái tính cách gieo thói quen, gặt tính cách, thay thái độ, đổi cuộc đời. Nên khi bạn bạn gieo một cái thói quen tốt thì cái tính cách của bạn nó rất là vững chãi. Mà những người mà có thói quen tốt và kỷ luật đó, thói quen tốt mà đều đặn nó gọi là kỷ luật đó các bạn, học tiếng Anh một cách kỷ luật là người thành công. Cái người kỷ luật đó là cái người gì? Biết học tiếng Anh đúng thời điểm đó hả, là coi như là bỏ hết tất cả những thứ khác, bởi vì tôi đã cam kết với cuộc đời tôi rồi. Tôi không có muốn là vì ông A mời tôi đi nhậu, ông B mời tôi cái này nọ kia mà tôi lại có thể bỏ cái việc học tiếng Anh đó. Và có một cái thống kê các bạn, ở nước Mỹ người ta theo dõi các trẻ em sau 20 năm rời trường đại học Đấy, mày nói đấy, và đi số học làm. tổng Sau 20 năm thì người ta đo lường đấy, thế này nè. ông bà Những đứa mày trẻ nào học nghe hiểu chưa? mà biết Tập biệt số tuân thủ kỷ luật, từ bỏ tất cả những không được thôi, không cái lôi có kéo ham muốn, nha, thì cái mức độ thành công cao gấp không gấp 5 lần so được với những đứa trẻ khác. thế, từ từ sẽ Như vậy mình sẽ chọn là mình tuân tập theo một cái thói quen, một cái chu kỳ đúng nhất định nào đó cả để để tin mình cả đạt được một cái mục tiêu nào các đó. Hay là mình không, mặc kệ đi, học cũng được, không học cũng được, sao cũng được. Khi mà mình sao cũng được á thì cuộc đời mình có ra đó. sao cũng cũng được. Các bạn nhìn ra đi đi. Tôi Tôi chia sẻ với các bạn ha, là chiều ngày hôm nay á, đang chiều ngày hôm nay xin phép quản trị cái mic một cái. Chiều ngày hôm nay thì ngày hôm qua với chiều ngày hôm nay Hiếu có tham gia trong một cái cộng đồng để mà hỗ trợ tiếng Anh cho những người mới học. Và Hiếu thì cũng biết tiếng Anh rồi nên mình có lợi điểm hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không biết tiếng Anh. Những người mà tham gia để hỗ trợ để phát triển cộng đồng á, là những người biết tiếng Anh rồi. Nhưng mà bản thân Hiếu là học một cách vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc luôn. Nói chung là người ta huấn luyện lại cho mình vài điểm để mình đi dạy tiếng Anh cho người khác, huấn luyện lại những cái mình biết rồi mà, phát âm thì rõ mà, nhưng mà mình học vô cùng nghiêm túc, bài tập làm đúng giờ đúng giốt đầy đủ hết trơn á. Và hồi ngày hôm chủ nhật á là người ta thi và đánh giá level, xếp level. Và hơn 60-70 người gì đó, mà chỉ có khoảng đâu 15 người là trên 8 điểm thôi. 8 điểm mới được đứng một cái lớp riêng. 8 điểm mới được đứng một cái lớp riêng. Thì trong đó các bạn Tâm Hiếu có đứng một cái lớp riêng. Và các bạn có biết điểm số là thầy cho bao nhiêu không? 9,8. 9,8 là ngày xưa đến giờ bao mấy chục khóa rồi chưa có một cái khóa nào mà được 9,98, cho toàn 9,5 là cao nhất thôi. Ngay cả những cái Việt kiều người nước Mỹ nha các bạn, trong lớp thì nhìn đã có mấy Việt kiều lận ở bên Mỹ nhưng mà cái cho cái 9,5 à, trong khi anh Hiếu là người ở Nha Trang mà cho 9,8. Điều đó không có nghĩa là anh giỏi thì người ta cho điểm cao, nhưng người ta nhìn thấy được cái sự chăm chỉ,
nỗ lực, rèn luyện, quyết tâm và dụng tâm trong cái việc hỗ trợ phát triển cộng đồng. Nên cái kết quả luyện tập rất là tốt. Cái ấn tượng của mình đối với cái người chấm bài mình đó, giám khảo đó, rất tốt. Tâm thái mọi thứ tốt. Cho điểm cao thôi. Điểm cao thì có hơn ai đâu. Đâu có cái gì đâu các bạn. Không có gì hết. Nhưng đó là một cái phần ghi nhận. Ghi nhận cái nỗ lực của một cái người nghiêm túc học tập. Nghiêm túc học tập. Dù rất là nhiều công việc trong ngày. Thậm chí còn nhiều việc hơn các bạn. Và làm rất là nhiều. Nhưng mà vẫn nghiêm túc học tập. Vậy nên á, mới chia sẻ với các bạn á, là các bạn cố gắng tạo cho một cái chu kỳ. Ví dụ như học tiếng Anh của mình nè, vào ngày thứ hai, tối thứ hai là một chu kỳ. Đó là một chu kỳ học để mà mở mang thêm trí thức, mở mang thêm trí tuệ, vốn ngoại ngữ của mình. Cứ đều đặn tự nhiên nó vô trong đầu của mình. Đừng có lo gì trơn, học là một sự nghiệp suốt đời. Hôm nay chưa tốt thì ngày mai tốt. Tuần sau tốt, tháng sau tốt, năm sau tốt, 3 năm sau tốt, 10 năm sau tốt. Không có lo. Mình đi tới từng chút cũng được, giống như ốc sên đó. Bò từng chút, tiến lên phía trước. Còn hơn là mình không đi đâu, mình dừng lại một chỗ. Nên các bạn hãy hãy học một cách vui vẻ. Đơn giản mà học, nhẹ nhàng mà học. Thường xuyên mà học, dụng tâm mà học, tin tưởng mà học, là các bạn sẽ tiến rất là nhanh. Vậy có hiểu, có một cái niềm tin rất là lớn luôn, sau khi mình ngộ được cái phương pháp mới này á, Hiếu hoàn toàn có thể giúp cả nhà mình trở thành một người thầy dạy tiếng Anh, có thể dạy cho những người khác trở thành những người thầy. Bạn có thể mở lớp như một công việc, như một nghề. Bạn cũng có thể lan tỏa cái điều này cho những người bạn yêu thương, cho những cộng đồng của bạn. Bạn cũng có thể trở thành người thầy của rất nhiều người thầy sau này họ dạy tiếng Anh. Bởi vì Hiếu sẽ chỉ hết cho các bạn những bí quyết, những gì Hiếu biết, Hiếu sẽ chỉ cho các bạn hết. Và Hiếu thấy được tương lai của tất cả chúng ta ngồi đây. Chị Hiền, cô Việt, Liên, Danh, Thắng, Mai hay là chị Quý, là những giáo viên tiếng Anh xuất sắc, nói rất hay, nói rất ngon. Mình có niềm tin đó đi các bạn. Chúng ta tin vào năng lực của mình, đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của mình. Nhìn thấy cái hình ảnh đó và mình tin vào những hình ảnh đó. Giống như Hiếu bơi 10 cây á. Chưa có biết bơi vậy chưa mà tin là mình bơi được 10 cây. Tại vì cái niềm tin nó mạnh dễ sợ luôn. Trời ơi, đi đâu mà cũng nó trời ơi, hỏi ăn đánh đăng ký bao nhiêu? Dạ 10 cây. Trời ơi, nếu 10 cây luôn thì đúng rồi, mới có 10 cây chứ mấy, đâu làm gì ghê chứ hả? Làm gì mà trầm trồ vậy, 10 cây chứ mấy. Thế là tự nhiên cái năng lượng mình nó rất là nhiều. Đừng có lo lắng, tin vào điều đó, mọi thứ nó sẽ thành. Đấy. Thầy ơi, cho em hỏi là cái chu kỳ học á, ví dụ như tới giờ, ví dụ như là sau 7 giờ đi, ví dụ là sau 7 giờ mình học tiếng Anh, nhưng mà hôm đó tới 7 giờ mình đi chơi mà mình học trước được không thầy? À, Mình sắp xếp mình học trước. sắp xếp học trước cũng được, nhưng mà em phải cho mình là gì, cứ học tiếng Anh trước giờ cơm tối hoặc là học tiếng Anh sau giờ cơm tối. Ví dụ em đi chơi em cũng phải ăn gì, thì nó không bám vào một cái thời gian, tại vì cái thời gian nó đúng 7 giờ học tiếng Anh đó, thì 7 giờ nó có nhiều cái phát sinh lắm. Nhưng mà ăn tối thì nó là sao ạ? Nó có thể thay đổi. Có thể ăn 6 rưỡi, có thể ăn 7 giờ, 8 giờ. Ăn xong hãy học tiếng Anh. Giống như Hiếu chia sẻ với các bạn cái chu kỳ là gì? Sáng mở mắt ra, uống miếng nước nhẹ nhẹ là vô học tiếng Anh. Đó là một dạng chu kỳ. Còn nó sáng 4 giờ dậy học tiếng kỳ. Có những lúc mà tôi ngủ nó 6 giờ, sao 4 giờ tôi dậy được. Buổi trưa ăn cơm xong học tiếng Anh 15 phút.
Đó là một dạng chu kỳ mà không bám vào thời gian, lúc nào không biết, biết ăn cơm xong học tiếng Anh. Buổi chiều trước khi rời khỏi công ty ngồi lại học thêm 15 phút nữa. Và buổi tối trước khi leo lên giường lấy cái quyển vở ra học 15 phút nữa. Ngày có một tiếng ngon lành. Mình canh cái thời gian nào đừng có hay chạm cái chỗ hay đi chơi. Mình biết cái tính mình hay chơi, cái chân hay đi chơi, mà quất ngay cái thời gian đi chơi để nó giữ mình lại, không có giữ được. Đó, mình phải điều chỉnh cái thời gian đó. Thì kiếm cái thời gian nào nó khó bị thay đổi nhất á. Cái chu kỳ là khó thay đổi á. Nhưng mà em vẫn thấy ví dụ như cái thời gian sau giờ ăn, ví dụ như giờ ăn cơm đi, thì bữa đó mình đi chơi mình đâu có ăn cơm đâu, thì mình chỉ là mình khỏi học hả? Thì bây giờ em khỏi học hay là em học thì cái nào tốt hơn? Không, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ đó. Nhưng mà ví dụ như là bữa đó, ví dụ ngày hôm đó bây giờ em tới giờ ăn cơm em đi học đúng không, mà em biết rồi, em sắp xếp em học trước rồi xong em đi chơi sau. Thì nó quá tốt rồi. Nhưng mà cái Ý chu kỳ nó không có được tuân thủ. Không tuân thủ là có một bữa thôi, chứ cái ngày nào em của tôi cũng vậy hết trơn, như là em đâu còn có chu kỳ nữa. Ngày nào em cũng đi chơi giờ đó chơi, thì em đổi lịch giùm anh luôn, sau khi đi chơi giờ hãy học tiếng Anh. Lâu lâu anh bị một bữa mà, đâu có sao. Nhưng có học còn tốt hơn là không có học. Mình tuân thủ chu kỳ để làm gì? Để các bộ phận của cơ thể mình đó nó được lập trình một cái đồng hồ sinh học nhịp nhàng, để nó sẵn sàng, nó đối diện với cái việc mình đang cần cần nó. Rồi, có ai muốn làm rõ chỗ này nữa không? Muốn thì cứ đặt câu hỏi ha. Rồi, hôm nay Hiếu chia sẻ tiếp cái tam giác cuối cùng. Đây là những mục tiêu ha. Tam giác hiện thực là những cái mục tiêu mà chúng ta cần và sẽ thực hiện. Đấy. Tam giác cuối cùng hôm nay ghi ngày cái. Tập ghi ngày mọi người ha. Rồi, Danh ơi, ok, what's the day to date? Hỏi em á. Nay ngày mấy Danh ơi? What's the day today? Dạ, bữa nay ngày 22. Nói tiếng Anh giùm em cái. Right. Cái số 2 không biết đọc. Học tiếng Anh rất là giỏi luôn á, nổi tiếng trên mạng luôn mà, sáng ngày 22 không biết học. Thứ hay thứ hai ngày mấy? Giờ thứ hai là Monday mà cái em Tháng ghi mấy? rồi nhưng mà em không có biết. Tháng mấy? Tháng Dạ, mấy? tháng 4. Đọc nghe coi. Monday, Bright. Upright, lạy em luôn á ông ơi, upright. Rồi nghe nè, nghe học hỏi Phương Liên nè, liền đọc giùm thầy liền. Mở mic. Bữa tôi đọc bao nhiêu lần mới đọc thành upright gì ông? Monday, first 22, 2024. Rồi em đọc lại một lần nữa đi. Monday, Apple. Apple 2022 2024. Rồi rồi ghi lại ha, có mấy chỗ đúng, có mấy chỗ thì để thầy hỗ trợ thêm một chút ha. Đầu tiên là Monday Monday, Monday, April. đó, còn đọc chính chuẩn rồi nha. Monday, Monday, Monday Monday. đó, con trai giỏi đó. April, Đó. cái A nè, April, April, April. April, April. April. Rồi số 2 ngày 22 đúng không? 22. 22 giờ đọc là 22nd. 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 Cô có đúng không Em nói gì? Em tôi không học có đúng. Ngày thứ second 22. Còn ngày 2, ten còn số 22 lại khác, số đếm
và số thứ tự khác Rồi, nha. bé ơi, ăn. 20 seconds. Cái này mới đúng nè, nãy em đọc nè. 2024. 2024. Nghe Con trai đọc chuẩn dễ sợ luôn chưa? Rồi, danh đuôi ha. April. 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 mình April. Monday. Monday. Bữa thầy cái tiếng Anh ở chỗ này rồi mà mọi người không để ý ha, tiếng Anh lại nha. Tiếng Anh lại cái nhà mình nhé. M O D E E cái chữ N rồi. Monday. M E N ha. Monday. A P R L A April. April. Rồi cái second nè, biết cái second đi ha. Second cho mọi người biết ha. Đó, second đó. Là thứ hai đó. Thứ nhất là first. Thứ hai là second. First, second. Hàng mà dùng rồi gọi là second hand. Second hand là tay thứ hai á, second hand. Hand là tay nè. Second hand. Đã truyền tay rồi, hàng mà truyền tay rồi gọi là hàng second hand. 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 Rồi. Giờ mình đi tiếp cái tam giác tiếp theo ha, là grammar. The triangle of reality. The triangle of reality of grammar. 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 Về ngữ pháp thì các bạn phải đạt mục tiêu là nắm vững cấu trúc câu, set the structure. Structure, sentence, sentence, structure, Cấu trúc câu. sentence. Nắm vững cấu trúc câu, set the structure. Nhớ là cái góc ở bên phải á, là cái góc mục tiêu mà chúng ta đạt được đó. Là muốn đạt được cái góc bên phải thì hai góc bên trái rất là quan trọng. Nhất là speech, gọi là từ loại. Các từ loại trong tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, phân biệt được. Bổ ngữ, mình ta học những cái bổ ngữ, mình ghi chú tiếng Việt vô cho nhớ nhá. Sentence structure là cấu trúc câu, đây là gọi là từ loại. Part of speech, part of speech, modifiers là bổ ngữ. Và một cái rất là quan trọng nằm ở phía trên đây là 12 tense. 12 thì trong tiếng Anh. Thì hiện tại, thì tương lai, thì quá khứ. Thì hôm nay mình cứ dùng được cái ba cái thì đó là chính. Còn người mà ít dùng, còn dùng hiện tại không? Dùng có thằng thì thôi. Không có dùng nhiều. Cho nó dễ, người ta cũng hiểu mà.
đâu cần nói nhiều. Rồi, cái đọc qua một số cụm từ để cho mọi người cùng theo ha. Trên này thì dễ ha, grammar, g r m, grammar, grammar, g grammar. Bạn phải cố gắng gằn cái chữ g ra, grammar. À, lưu ý ha, sentence, sentence, nhấn nè, nhấn âm đầu tiên nè, sentence, sentence, structure, structure, nhấn âm thứ hai nhất luôn ha, structure. Structure, structure, sentence structure, cấu trúc câu. Còn bên này ha là part, serve, speech, part, serve, speech, part, part, có chữ sờ hả? Part, serve, nối qua là of, serve, part, serve, speech. Part, part là một cái phần ha, part là cái phần. À, part serve speech, part serve speech. Modifiers, 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 nhấn âm ở phi, fires, modifiers. Chữ S cuối cùng đọc là Z ha. Modifiers. Modifiers. Các bạn cố gắng nhớ ba cái tam giác này nha. Đây là cái bức tranh hình ảnh đích đến mà chúng ta làm được đó. Hiếu sẽ hỏi các bạn ha. Hiếu sẽ hỏi các bạn là đề nghị nói tam giác ngữ pháp, tam giác hiện thực từ vựng, tam giác hiện thực về phát âm nha. Các bạn phải nói được nha. Cố gắng mình viết ra đâu không biết, mà nó có ba cái tờ đó để mình nhớ. Hôm nay mình học thêm một cái tam giác khác nữa nha. Rồi, tenses, tenses là thì ha. 12 tenses, 12 tenses, 12 tenses, 12 tenses, tenses. Cái này không có nhiều từ khó ha. Thì mời các bạn xem một cái tam giác nữa, nó giới thiệu cho bạn cái phương pháp shopping cho mai đó là cái gì. Shopping Ta cùng tìm hiểu thế nào phương pháp shopping cho mai nhé. Shopping your mind. Cái này là vẽ ba góc cạnh thôi chứ không phải là tam giác nha các bạn nha. Và cái shopping your mind này nó gồm ba nội dung sau đây. Cũng là một cái mục tiêu ha. Mục tiêu là các bạn phải nói một cách lưu loát từ trong tâm thức của các bạn. Speaking. Smoothly. From your mind. Speaking
smoothly from your mind. Mình nói một cách trôi chảy từ trong tâm trí. Bạn có biết rằng người nước ngoài á, người ta nói á, giống như mình người Việt nè, mình nói mình nhiều khi mình đâu có suy nghĩ, trong tâm trí mình nó phát ra thôi. Người bản địa người ta có nói y chang như vậy đó. Mình nói tiếng Việt là mình là người bản địa nói tiếng Việt thì mình cũng nói một cách tự nhiên, đâu suy nghĩ nhiều đâu, trừ khi mình muốn diễn tả một cách gì đó đi chăng nữa thì mình vẫn lưu loát. Trong tâm trí mình đã có những cái từ ngữ đó. Và tương tự với tiếng Anh cũng vậy, chúng ta phải nói một cách trôi chảy từ trong cái tâm trí của mình. Vậy thì cái yếu tố bên trái này nè, chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần nhiều thứ nha. Nếu các bạn sở hữu được những cái đó, các bạn rất là tốt ha. Đầu tiên á, bạn phải phát âm chuẩn. Standard pronunciation. Làm cái gì? Làm phát âm chuẩn. Không phát âm chuẩn thì không có làm đi đâu xa được các bạn nha. Những bạn mà học tiếng Anh xong á là các bạn tự nhiên quay về tiếng Việt bạn nói chuẩn luôn. Bởi vì bạn biết rằng là gì? Nếu chúng ta muốn giao tiếp tốt thì giọng mình phải chuẩn cái đã, bằng tiếng Việt cái đã. À, các giọng địa phương cố gắng khắc phục. Cố gắng. Tại vì mình ý thức được rằng là cái việc mình trình bày, mình nói một cái giọng mà nó tròn trịa, rõ ràng, chuẩn mực á, thì nó tăng cái hiệu quả trong giao tiếp rất là nhiều. Nên đầu tiên là phải phát âm chuẩn. Đấy, yếu tố hàng đầu. Cái thứ hai, bạn phải nắm được đâu là những từ khóa và những ngữ khóa ở trong cái câu đó. Là keyword. And phrase. And phrases. Trong câu luôn cái từ khóa. Phải có từ khóa. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó là phát âm chuẩn đó đã. Cái thứ hai, nắm được những từ khóa trong cái câu đó. Những cái ngữ nào mà khó trong đó. Mình phải nắm được cái đó. Ở trong đầu mình có tấm tượng tượng cái đó. Tiếp theo là mình sẽ có một số cái mật mã. Code. Code là mật mã các bạn ha. Coder. Chữ DE nha các bạn. Nó có thể có những cái đồ hình. Và thậm chí nó có thêm motion, là những hình ảnh nó chạy trong đầu đó các bạn. Khi chúng ta nói về một cái điều gì đó đó thì chúng ta hình dung nó ra, hình dung cái bức tranh nó ra, hình ảnh nó ra, chúng ta dễ nhớ lắm, dễ thuộc lắm. Chúng ta có cái đồ hình. Đồ hình đây có nghĩa là mà hình dung ra được là cái chữ đó phát âm như thế nào luôn. Hay là mật mã. Mật mã có những là những con số nha. Mật mã là những con số. Ví dụ như nó là gì? Trong IBA nhớ con số 44. 44 là nó có 44 âm. Nhớ con số 20 và con số 24. 24 tức là 24 âm nguyên âm. Và 24 là 24 âm ngữ, âm phụ âm. Trong 24 phụ âm thì nhớ công thức là 268. Vậy bữa chỉ cho các bạn 268. 2 là hai loại âm thanh. 6 là 6 cách phát âm. Và 8 là 8 vị trí âm thanh. Đó. Bạn nhớ như vậy giống như một một cái mật mã gì đó. Và không bao giờ bạn quên được cái bài đó. Và đặc biệt trong cái câu đó có những cái từ khóa nào
bạn phải nhớ, bởi vì đó là linh hồn của cái câu đó. Đâu cô Và quan đi trọng nữa là phát âm phải chuẩn. đi Hiếu sẽ cho bạn những cái công cụ để các bạn bất cứ lúc nào bạn cũng phải biết cách là nghe người ta phát âm xong là mình ghi được cái phát âm, cái phiên âm của người ta luôn. Đó. Ghi được phiên âm của người ta luôn. Hay thậm chí là các bạn có thể ghi được phiên âm những cái câu mình muốn nói để cho nó thật chuẩn. Muốn vậy thì các bạn phải đọc, biết cách phát âm 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế. Và cuối cùng bạn sẽ được hướng dẫn thế nào là tempo. Tempo là nhịp độ ha, nhịp độ nha. Có một cái nữa là nhịp điệu nữa nè. Rhythm. Các bài hát là nhịp mưa rơi á, the rhythm of the rain á, nhịp điệu. Tempo là nhịp điệu, nhịp độ. Đó là gọi là nhịp độ. Còn nhịp điệu là nó giống như là một cái lời bài hát chẳng hạn. Một cái nhịp điệu. Và có một cái phương pháp nữa là no pause, pause. Nói đừng có dừng. Nói đừng có dừng. No pause, pause. Cái ô ha, pause. Đừng có đọc là pause hay là pau ha. Đừng có pau các bạn nha. Nói chữ ô, e o đọc là ô. Pause. Phương pháp này gọi là phương pháp SYM nha. Ở nhà mình nhớ ha, vừa chưa viết tắt á, đây nè. Sharpen cho mai là gì hả thầy? À, sharpen. Sharpen tức là làm bén. Thì nhắc lại trong lần trước, cái lần trước đã nhắc rồi á. Nhưng mà thì nhắc lại thôi, hôm nay thì làm sâu hơn là muốn cái phương pháp này thì mình cần cái gì? Phương pháp này á, giúp cho mình làm cái gì? Giúp cho mình nói tốt tiếng Anh một cách trôi chảy từ trong cái tâm trí của mình. Đó. Và muốn làm được như vậy á, thì mình phải có năm cái yếu tố bên này nè, bên bên tay trái nè. Phải có năm yếu tố bên tay trái. Và muốn có năm yếu tố bên trái mình phải luyện thêm. Muốn làm tốt hơn nữa cái luyện thêm nhịp độ, nhịp điệu và nói thì đừng có ngừng. Để tôi quay lại cái bài đầu tiên ha. Đây nè. Số bên nằm ở bên đây. Đây là tam giác hiện thực của cái lớp học của chúng ta. Bạn có sử dụng được cái phương pháp này, sau này bạn học tất cả các ngoại ngữ khác cũng dùng phương pháp này. Chúng ta có ba cái nội, ba cái khóa học. Đó. Kiên trì và lì. Và system gọi là kiên trì cộng thêm lì nữa ha. Cách học của trẻ em trân trọng và biết ơn. Đó. Nói tiếng Anh với những chủ đề quan trọng, những chủ đề phổ biến. Đấy. Thì nhắc lại cho các bạn để làm biết là như vậy, với cái phương pháp mà phát âm mà gọi là làm bén não, mình gọi dịch ra là làm bén não, linh hoạt não, sharpen là làm bén. Làm bén con dao của bạn gọi là sharpen your knife. Sharp chữ A nha, so gọi là shopping nha. Các bạn đọc là mà vội đọc thành là shopping, nghe tưởng nó đi 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 siêu thị, không có. So hình hình không có pin. Sharpen your mind. Sharpen your mind. Rồi cái đọc lại cho các bạn một số từ các bạn đọc ha. Speaking smoothly. Smoothly. Speaking smoothly from your mind. From your mind. Speaking smoothly from your mind. Standard pronunciation. Standard pronunciation. Standard
standard. Những âm đầu tiên ha. Keywords. Keywords. Word the keywords. Keywords. Phrases. 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 Code the codes. Codes. Diagrams. 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 Picture motion. Picture motion. Picture motion. Chúng ta nói và chúng ta liên hệ đến hình ảnh đó, tự nhiên nó có hồn lắm các bạn. Nó dễ nhớ lắm. Học mà liên hệ đến hình ảnh nó dễ nhớ lắm. Đọc thơ cũng vậy, đọc thơ bạn hình dung cái câu chuyện đó, nó dễ nhớ lắm. Tempo. 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 Rhythm. 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 Chị hát không có đọc ha. Rhythm. No pause. Lưu ý ghi chú sao nha, đừng có đọc là au nha các bạn, đừng có pau nha. Rất nhiều bạn chỉ biết tiếng Việt nên cái nghĩ au au là au á, đọc là pau. Không có. Pause. Người Mỹ á, đọc khác người Anh. Người Mỹ đọc là pause. No pause. Đọc là pause. Tiếng Anh đọc là pause. No pause. Đọc đừng có ngắt á. Rồi, đọc lại lần nữa ha. Speaking smoothly from your mind. Speaking smoothly from your mind. Speaking smoothly from your mind. Standard pronunciation. Bạn cố gắng gồng lên nha. Một số bạn chưa đọc tốt không sao. Mình cứ gồng lên. Mình gồng cho nó chuẩn cái đã. Standard pronunciation. Standard pronunciation. Keywords. 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 Phrases. 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 Codes. 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 Diagrams. 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 Picture motions. Picture motion. Picture motion. Tempo. Rhythm. No pause. Để cho các bạn thuận lợi á, chứ gọi cái này là tam giác sắp hình cho mai cũng được nha các bạn nha. Để các bạn khi các bạn hành văn các bạn đọc á, nó dễ hơn ha. Chú ghi ở đây nhé. Chỉnh cái camera cái nó hết méo rồi nha. The triangle of reality of SYM. SYM means sharpen your mind. There are three angles of the triangle. The right angle we have speaking smoothly from your mind. On the left angle there are standard pronunciation, keywords and phrases, codes, diagrams, and picture motion. Bạn đã đọc là 1, 2, 3, 4, 5 được nhé. In the right angle of the triangle, there are 1. Standard pronunciation. 2. Keywords and phrases. 3. Codes. 4. Diagrams. And
five picture motion. The top angle, Dera, tempo, rhythm, and no pause. Rồi, Thắng đọc giùm thầy tam giác hiện thực của SYM đi. Cứ đọc thôi, đúng sai không quan trọng nha, cứ đọc. Shopping Jamai, speaking smartly from Jamai, standard pronunciations, keywords, phrase, codes, diagrams, picture motions, tempo. Cái từ tiếp theo em chưa nhớ ạ. Rhythm, no pause. Rồi, ngon lành ha. Ngon lành, đồng vậy là trôi đó. Bây giờ chỉ còn chú ý nhấn nhá cái ngon lành nữa thôi ha. Rồi, Liên đọc cùng thầy nè. Liên nói được luôn thì rất tốt ha. Vì là tam giác hiện thực của SYM gồm ba góc. Góc bên phải có cái gì? Góc bên trái có cái gì? Góc ở trên top là có cái gì nha. Các thầy nói được như vậy nhé. Còn không em đọc giống như là Thắng cũng được. Dạ vâng ạ. The triangle, the priority of sharpen your mind. The right angle is speaking smoothly from your mind. The left angle are standard pronunciation, keywords, phrases, coders, diagrams, and picture motion. The top angle are temples, writer, and notebook. Ok. Đọc rất là ngon, cái một vài âm nó lấn cấn không có sao ha. Cô Bì đọc giùm Hiếu đi. Rhythm. Thờ, thờ, thầm, thầm, thầm. Rhythm. Rồi, cô Bì đọc nha. The triangle of reality of SYM. SYM is sharpen your mind. There are three angles of sharpen your mind. The right angle is speaking smoothly from your mind. There are the right angle, there are standard pronunciation, keywords, phrases, codes, diagrams, picture motion. The top angle are tempo, rhythm, and no pause. Có việc đọc lại giùm Hiếu cái từ chỗ speaking vậy nè, speaking gì đây? Đọc lại Hiếu, đọc to lên. Speaking smoothly rồi from lưu your ý ha, mind. Các bạn khác lưu ý ha, đọc lại đọc cái từ này một lần nữa đi cô Việt. Speaking smoothly rồi from your mind. Smoothly. Có việc đọc ok ha, mọi người smoothly. lưu ý ha, smoothly, smoothly, cái u cái già ra, smoothly, smoothly, rồi. Cô Việt đọc giùm Hiếu cái từ chỗ cái đồ hình đi nè. Đồ hình nè. Ừ. Diagrams. Rồi, đúng rồi, đọc nữa đi, đọc lần nữa đi. Diagrams. Rồi, lưu ý ha, chỗ đó đọc là die không đi nha. Diagrams. 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 Rồi.
Rồi trên này ha, đọc là standard. Standards. Standard. Standard. Standards. Standard. Standard. Rồi. Mai đọc giùm thầy đi Mai ơi, cảm ơn cô Việt. Yeah. The triangle of reality of sharpened your mind has three angles. The right angle are speaking. The right angle is speaking mostly from your mind. The left angle are standard pronunciation, keywords, phrases, quotes, diagrams, picture motion, and the top angle are tempo, rhythm, no pause. No vậy. No pause. À pau pau nãy nhắc rồi. Tôi nhắc rồi, không có pau au au đây gì chứ nói vậy. No pause. Ô. No pause. À pause nha. No No pause nha. pause. À rồi, pause. No pause. Pause, ok. Rồi, very good ha, chỗ đó chú ý xíu thôi. Danh đọc đi danh. Dạ em xin đọc. The triangle of reality of SYM. In the right angle or speaking smoothly from your mind. In the left angle or standard for pronunciation, keywords, phrases, three chorus for the ground. Die. Diagrams and five picture motion in the top angle or tempo rhythm no pause. Pause, ok. Rồi, danh đọc dần lại cái từ cái mật mã đi. Đọc dần anh lại cái từ mật mã. Đọc làm sao? Coders. Đúng rồi, chữ O đọc là O nha. Coders. 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 Được cái code Coders. Code ha? Coders. 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 Đấy, đó là tốt ha. Danh cố gắng mở mở cái miệng ra một chút á để cho cái giọng địa phương nó không xuất hiện, ví dụ là anh đọc S Y M. Cái S nó ra chứ giọng địa phương thấy không? S S Y M. S Y M. Đó. S Y M. Tại vì em đang phát âm chữ E của tiếng Việt, chứ còn tiếng Việt nó không, tiếng Anh nó không có từ E đó. Tiếng Anh đó, tiếng Việt là E, chè đậu đen nè, chè đậu đen. Tét cái miệng ra nè, đậu đen. Nhưng mà nói tiếng Anh á, đèn. Dường như là những người đàn ông đi, nó đọc là men đâu. Men. Men. Không đọc là men. Men. Đọc là men, đọc men là sai. Dạ bữa sẽ chỉ cho mọi người biết luôn. Mọi người đọc xong rồi biết, ôi trời ơi, hồi giờ đọc sai quá trời luôn. Nha, vài bữa chỉ cho mọi người biết là cái lưỡi đặt chỗ nào, cái răng đặt chỗ nào, môi đặt chỗ nào. Đó. Đèn. Màu đen. Không có màu đen. À, tiếng Anh nó khác gì đó nên đọc là S. S Y M hơi ê một chút. S Y M. S S. S. Đúng rồi. Em đọc lên đọc là S Y M đi. S Y M. Đúng rồi, em chỉ còn mở khẩu một chút xíu nữa thôi là coi như là không nghe giọng địa phương. S Y M. S Y M. Ừ. Mọi người lưu ý ha, tại mình chúng ta quen nhép theo kiểu giọng địa phương mình á, là giọng địa phương mà có sao nói vậy nhép 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 cho nó qua. Nhưng mà tiếng Anh á thì phải tròn chữ cho nó chuẩn nha. Vài bữa các bạn sẽ khắc phục hết tất cả những cái lỗi trong tiếng Anh và tiếng Việt bạn khắc phục được luôn. Cam đoan với các bạn luôn. Rồi mời chị Quý đọc giùm Hiếu nè. Cảm ơn Danh. Dạ em đọc.
There are three angles of the triangle of the reality of SYM. The right angle, they are speaking smoothly from your mind. The left angle, they are standard pronunciation, keywords, phrases, codes, diagram, picture motions. The top angle, there are tempo, rhythm, no pause. À, chú ý đọc rất là ngon lành ha. Đọc này đọc chuẩn chắc cho sợ luôn á. À, cái mấy chỗ nhắc chung cho cả nhà mình nhé là chữ ví dụ như chữ sần của motion nè. Chứ là chữ sần của pronunciation. Hai chữ sần nó đọc giống nhau đó. Sờ là sờ dày, sờ con cóc. Nhưng mà cái C á, thì đọc là sờ, sờ mỏng, màu xanh. Pronunciation. Cái miệng mình phải được linh hoạt. Còn các bạn cái chỗ nào cũng sần á, pronunciation. Hai chữ sờ giống nhau là không có đúng. C-A-S-H-N. C-A-S-H-N. Hai chữ sờ khác nhau. Cái miệng đọc khác nhau luôn. C nè. C-S-H-N. S-H-N phải chu cái mỏ ra. Đó. Hai chữ sờ khác nhau luôn. Các bạn phải tập cái đó ha. Phải nhận diện được cái đó. Motion. Motion. Không phải là motion. Motion. Quỷ sứ. Không có. Không hát đâu có đó. Tiếng Anh quỷ sứ kiểu đó hả? Sinh dạy lên sinh rồi. Cảm ơn chị Quý nè, mời chị Hiền đọc giùm em nhé. The triangle of reality of sharpen your mind. The have three angles. The right angle is speaking smoothly from your mind. The left angle are standard pronunciation, keywords, phrases, codes, diagrams, picture motion. The top angle are tempos, rhythm, no pause. Ngon lành ha. Chị đọc rất là chuẩn ha. Chị nhắc chung cho cả nhà mình ha. Bây giờ mình đọc được, những bạn đã đọc được rồi á. Bây giờ mình tập luôn giọng điệu của người nước ngoài một chút. Lên giọng xuống giọng một chút. Mình không tập á, sau này cái mình quen cứng cái miệng đọc ngang như người Việt Nam mình vậy đó. Đọc ngang. The triangle of reality of SYM. What does it mean SYM? SYM means the sharpen your mind. There are three angles. The right angle is speaking smoothly from your mind. The left angle, there are standard pronunciation, keywords and phrases, codes, diagrams and picture motion. Yes. The top angle are tempo, rhythm, and no pause. Đó, các bạn ha. Một số bạn á, các những âm á, đã chỉnh được rồi, nhưng mà lâu lâu không nhắc á, các bạn trả lại cái thói quen cũ. Chú nhận thấy cái điều đó. Trả lại cái thói quen cũ, tức là lặp lại những cái âm mà ngày xưa mình đọc lỗi. Biết luôn, thấy luôn. Đó, nên các bạn lưu ý ha. Mình đã đọc đúng rồi. Và cái ông mà người dạy cho mình á, là ông Hiếu, ông chỉ cho mình á, nó đúng rồi đó. Là mình phải gồng nó lại, đừng có cho nó lỗi. Đừng có cho nó lỗi. Không có sắp mình do mai được. Lưu ý ha, không có sắp mình do mai. Nó là chữ giờ. Đó, your mind. Shorten your mind. Đọc được rồi, chính được rồi. Vài bữa bạn học biết luôn cái chữ giờ đọc chỗ nào luôn, đặt cái miệng chỗ nào luôn, đặt răng lưỡi chỗ nào luôn, giật giật luôn. Đó, vài bữa mình sẽ làm được cái chuyện đó ha. Rồi, như vậy ngày hôm nay mình có hai cái tam giác. Tam giác đầu tiên về tam giác về ngữ pháp, hai tam giác về sharpen your mind. Đấy, cả nhà mình cố gắng duy trì một cái chu kỳ để học nhé. Ráng tập cái chu kỳ đó thì cái việc học tiếng Anh nó sẽ tiến bộ nhanh hơn. Và mình cảm thấy thoải mái hơn khi mà có dính mắc vào cái khung giờ cố định nào đó. Rồi, bây giờ cả nhà mình rất là nhiều nha. Chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ. À, tuần sau thầy là thứ mấy các bạn ha? Xin chào nào cả nhà. Thứ hai là ngày mấy rồi các bạn? Tuần sau là ngày 29, đang nghỉ lễ thầy ạ. 29 là nghỉ lễ rồi, như vậy 29 chúng ta sẽ nghỉ lễ. Cho đến ngày 6 chúng ta mới học lại đó. Ok.
Dạ. Còn nghỉ lễ thì các bạn muốn học bài nào cũng được. Mấy cái bài bạn đã học rồi, lọc mấy cái tam giác anh đọc đi đọc lại cũng được nha. Rồi, bây giờ cái nhà mình à. Cảm ơn thầy. Cảm ơn Chào Hiếu. các bạn. Bye Bạn ngủ bye. ngon. Bye bye. Bye 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 con trai Phương Liên nè. Con trai đẹp bye. trai Chào bạn. dễ sợ luôn á. Đẹp trai giống giống thầy hồi nhỏ đó. Thầy nhỏ đẹp trai giống con gì đó. Bây giờ lớn lớn cái nó hơi bớt bớt đẹp trai một chút. Vâng. Chào con nha con trai. Chưa kịp nói. Chào con trai Danh nha con trai Danh. Con chào thầy. Mai bơi hả? Mai bơi mai mấy cây? Mai tính là bơi 5 cây. Đục má ghê, bơi dễ sợ. Có phao không? Em có phao không? Dạ không, không có gì hết ạ. Không có gì hết luôn.